Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu, trong nghe một kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật, quyển 7. Bây giờ Đại Bồ Tát Bảo Thủ hỏi Bồ Tát Đại hư không tạng: Thưa đại sĩ, đối với tâm Bồ Đề, nó dùng pháp gì để thâu giữ khiến không thể thoái chuyển? Bồ Tát hư không tạng đáp: Này Thiện Nam, tâm Bồ Đề dùng hai pháp để thâu giữ, khiến được an trụ không thoái lui. Những gì là hai pháp? Đó là ý lạc và ý lạc tăng thượng. Ý lạc và ý lạc tăng thượng này lấy gì làm đối tượng để thâu giữ? Dùng bốn pháp để thâu giữ. Những gì là bốn? Đó là ý lạc lấy sự không vô định và không dối trá để thâu tóm. Ý lạc tăng thượng thì dùng tâm không tán loạn và sự tu hành tinh tấn để thâu tóm. Đó là bốn pháp để thâu tóm hai pháp. Bốn pháp này thì dùng bao nhiêu pháp để thâu tóm? Có tám pháp để thâu tóm. Những gì là tám? Đó là không vô định thì dùng chánh trực và chánh trú để thâu tóm. Không dối trá thì dùng tâm không giả dối và ý lạc thanh tịnh để thâu tóm. Tâm không tán loạn thì dùng tâm không thoái chuyển và tinh tấn không thoái chuyển, thoái lui để thâu tóm. Tu hành tinh tấn bậc nhất thì dùng hành trang về phước đức và hành trang về trí tuệ để thâu tóm. Đó là dùng tám pháp để thâu tóm bốn pháp. Tám pháp này dùng bao nhiêu pháp để thâu tóm? Dùng 16 pháp để thâu tóm. Những gì là 16 pháp? Đó là chánh trực thì dùng tịch tỉnh và nhu hòa để thâu tóm. Chánh trụ thì dùng vô ngã và sự chân thật để thâu tóm. Không giả dối thì dùng đại từ đại bi để thâu tóm. Ý lạc thanh tịnh thì dùng thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh để thâu tóm. Tâm không thoái chuyển thì dùng sự kiên cố và diệu lực để thâu tóm. Tinh tấn không thoái lui thì dùng sự thực hành đúng theo lời dạy và tu tập chân chánh để thâu tóm. Hành trang về phước đức thì dùng gia hạnh và gia hạnh tăng thượng để thâu tóm. Hành trang về trí tuệ thì dùng sự nghe nhiều và những tư duy về điều được nghe để thâu tóm. Đó là dùng 16 pháp để thâu tóm 6 pháp. 16 pháp này dùng bao nhiêu pháp để thâu tóm? 16 pháp này dùng 32 pháp để thâu tóm. Những gì là 32? Đó là tịch tỉnh thì dùng pháp hộ và thiện để thâu tóm. Nhu hòa thì dùng lời nói thiện và trụ an lạc để thâu tóm. Vô ngã thì dùng sự khiêm nhường, giảm bất động để thâu tóm. Chân thật thì dùng sự không có uế và lời nói không gây tổn hại để thâu tóm. Đại từ thì dùng tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh và tâm không ngăn ngại để thâu tóm. Đại bi thì dùng sự không mệt mỏi và những việc đã làm cung cấp cho chúng sinh để thâu tóm. Thân thanh tịnh thì dùng pháp không hai và sự biết đủ về tài vật của mình để thâu tóm. Tâm thanh tịnh thì dùng tánh nhu hòa và tịch tỉnh để thâu tóm. Kiên cố thì dùng sự mong cầu đầy đủ được và quyết định của giúp để thâu tóm. Diệu lực thì dùng tuệ thiện trú và tuệ bất động để thâu tóm. Sự thực hành đúng như pháp để nêu bày thì dùng tánh như chỗ thuyết giảng và chủ thể tạo tác để thâu tóm. Tu hành chân chánh thì dùng pháp chánh gia hạnh và chánh tinh tấn để thâu tóm. Gia hạnh thì dùng sự siêu việt thù thắng và không thoái chuyển để thâu tóm. Gia hạnh tăng thượng thì dùng sự lãnh hội từ người khác và tác ý như lý để thâu tóm. Khi biết rộng thì lấy sự gần gũi và tùy thuận nơi bạn lành để thâu tóm. Suy nghĩ về những điều đã nghe thì dùng chánh hạnh, dũng mãnh và sự quán xét của thiền định để thâu tóm. Này thì nam, đó là 32 pháp dùng để thâu tóm 16 pháp. 32 pháp này thì dùng bao nhiêu pháp để thâu tóm? 32 pháp này dùng 64 pháp để thâu tóm. Những gì là 64 pháp? Đó là hổ thì lấy sự quan sát về bên trong và sự phòng hộ các căn để thâu tóm. Thiện thì dùng sự giữ gìn cảnh bên ngoài và kính mật có đức để thâu tóm. Lời nói thiện thì dùng sự cầu pháp và ưa thích pháp để thâu tóm. Trở nên an lạc thì dùng thân và tâm thanh tịnh để thâu tóm. Khiêm nhường thì dùng sự không cao ngạo và lời nói như pháp để thâu tóm. Bất động thì dùng thân và tâm chân chánh để thâu tóm. Không có uế thì dùng sự diệt trừ ba có uế và tu tập ba pháp môn giải thoát để thâu tóm. Lời nói không tổn hại thì dùng sự không thô lỗ và lời nói không chia rẽ để thâu tóm. Tâm vô ngại thì dùng sự tự giữ mình và giữ gìn cho người khác để thâu tóm. Tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh thì dùng sự không phân biệt, lựa chọn và tánh đồng nhất để thâu tóm. Không mệt mỏi thì dùng tự tánh như mộng và tự tánh như huyễn để thâu tóm. Tất cả việc làm nhằm cung cấp cho chúng sinh thì dùng thần thông và phương tiện để thâu tóm. Không hại thì dùng sự xấu hổ và tin vào nghiệp báo để thâu tóm. Đối với các vật,
Đối với các tài vật để biết đủ thì dùng sở ích ham muốn và biết đủ để thâu tóm. Để phục như hòa thì dùng hành động không nóng nảy và không dối trá để thâu tóm. Tánh tịch tỉnh thì dùng sự xả bỏ ngã và vô và ngã sợ để thâu tóm. Sự mong cầu đầy đủ thì dùng quán tâm bồ đề và tự thuận nơi đạo tràng bồ đề để thâu tóm. Quyết định cứu giúp thì dùng sự giác ngộ về nghiệp ma và sự giác hộ của chư Phật để thâu tóm. Tuệ thiền trụ thì dùng sự điềm tĩnh và không loạn động để thâu tóm. Tuệ bất động thì dùng tâm như núi cùng không dời đổi để thâu tóm. Tịnh đúng như pháp thuyết giảng thì dùng chỗ tạo nghiệp thiện và sự không hối tiếc để thâu tóm. Chủ thể tạo tác thì dùng thật tánh và chân tánh để thâu tóm. Chánh giá hành thì dùng sự thuận theo duyên sinh và xả lìa chấp đoạn thường để thâu tóm. Chánh tinh tấn thì dùng giá hành và như lý để thâu tóm. Không thói chuyển thì dùng chánh cần và sự không biến trệ để thâu tóm. Dược hơn hết thì dùng sự dũng mãnh và tinh tấn để thâu tóm. Lãnh hội từ nơi kẻ khác thì dùng bản lành và sự cầu pháp để thâu tóm. Tác ý như lý thì dùng hành trang về chỉ và quán để thâu tóm. Còn với bản lành thì dùng sự toàn hợp và cung kính để thâu tóm. Tùy thuận bản lành thì dùng sự xem nhẹ loại dưỡng đối với thân và tâm để thâu tóm. Chánh hạnh dũng mãnh thì dùng niết bàn và sự lìa dục để thâu tóm. Quán xét của thiền định thì dùng nhân và quả không bị hủy hoại để thâu tóm. Này thiền nam, đó là 64 pháp dùng để thâu tóm 32 pháp. Lại hỏi 64 pháp này nên dùng bao nhiêu pháp để thâu tóm? 64 pháp này nên dùng 128 pháp để thâu tóm. Đó là sự quan sát bên trong thì dùng pháp về không và quán và tánh để thâu tóm. Dự dành các căn thì dùng chánh niệm và chánh tri kiến để thâu tóm. Dự dành cảnh giới bên ngoài thì dùng sự phòng hộ các căn và sự không dông rủi, loạn động để thâu tóm. Cung kính bậc có đức thì dùng sự quan sát bậc trí vượt hơn mình và không cầu vượt trí bậc trí vượt hơn người khác nữa để thâu tóm. Cầu pháp thì dùng sự mong cầu đầy đủ, dũng mãnh không thói chuyện nơi chính mình và không nhắc nghĩ việc làm ác đối với người khác để thâu tóm. Ưa thích pháp thì dùng sự cầu pháp và tùy thuận pháp để thâu tóm. Thân thanh tịnh thì dùng sự xả lìa hôn trầm và tánh si để thâu tóm. Tâm tỉnh là dùng sự nhận biết khắp và đoạn trừ phiền não để thâu tóm. Không cao ngạo thì dùng sự không kiêu mạn và dứt trừ mọi bao ác để thâu tóm. Lời nói đúng như pháp thì dùng sự đoạn bỏ các pháp bất thiện và tạo đầy đủ pháp lành để thâu tóm. Thân chân chánh thì dùng sự không thua lỗ và lời nói không thua ác để thâu tóm. Tâm chân chánh thì dùng chánh niệm và chánh định để thâu tóm. Trừ diệt ba cấu thì dùng pháp quán bất tịnh và quán từ bi để thâu tóm. Tu thập ba pháp môn giải thoát thì dùng chỗ không lưu chuyển trong luân hồi và thắng nghĩa để thâu tóm. Không thua lỗ thì dùng lời nói tạo lợi ích và lời nói tạo an lạc để thâu tóm. Lời nói không chia rẽ thì dùng lời nói không phá hoại và lời nói hòa hợp để thâu tóm. Tự giữ gìn mình thì dùng sự không tạo tác các tội và thực tập các phước đức để thâu tóm. Ủng hộ người khác thì dùng sự nhẫn nhục và nhu hòa để thâu tóm. Không phân biệt chọn lựa thì dùng tâm bình đẳng như hư không và tâm không vướng mắc để thâu tóm. Tánh một vị thì dùng chân như và tánh của pháp giới để thâu tóm. Tánh như mộng thì dùng sự thấy nghe hiểu biết và pháp và chỗ trải qua không thể dùng pháp để thâu tóm. Rồi tánh như huyễn thì dùng chỗ mê lầm, hư dối cùng phân biệt, xét đoán để thâu tóm. Thần thông thì dùng sự thành tựu lợi ích và tùy thuận nơi trí tuệ để thâu tóm. Phương tiện thì dùng ánh sáng của trí tuệ và quan sát hữu tình để thâu tóm. Hữu thiện thì dùng sự hối hận không còn tạo tác nữa và không nghe che giấu lỗi lầm để thâu tóm. Tên vào nghiệp báo thì dùng sự hiện chứng các pháp không sinh buông lung và sợ hãi và khổ nơi đời sau để thâu tóm. Ít ham muốn thì dùng sự thọ dụng thanh tịnh và xả lìa tâm không biết chán đủ để thâu tóm. Biết đủ thì dùng tâm xem nhẹ sự đầy đủ và xem nhẹ mọi lợi dưỡng để thâu tóm. Không tán động thì dùng sự cố cánh tận cùng và không tranh cãi để thâu tóm. Không khinh dối thì dùng lời nói chân thật và pháp giáo hòa để thâu tóm. Sẽ bỏ ngã thì dùng sự không chấp thận nhân và diệt trừ ác kiến để thâu tóm. Không có ngã sợ thì dùng không ngã mạn và không tham chấp để thâu tóm. Quán tâm bồ đề thì dùng sự không mong cầu và thừa chấp thừa thấp nhỏ và thương xót các chúng sinh để thâu tóm. Thuận theo đạo tràng bồ đề thì dùng việc hàng phục các mê và chấn đắc pháp Phật để thâu tóm. Giác ngộ về nghiệp mê thì dùng sự chỉ dạy trao truyền của bậc thiện tri thức và tu tập trí tuệ ba la mật để thâu tóm. Sự giáo hộ của chư Phật thì dùng việc thực hành đúng như pháp đã thuyết giảng và không bỏ tất cả chúng sinh để thâu tóm. Không nóng nảy thì dùng tâm như đại địa và dứt hết sự thương ghét để thâu tóm. Không lay động thì lấy sự xa lìa ác tác
giao quán vô thường để thâu tóm. Tâm như núi thì dùng sự không cao không thấp để thâu tóm, không dời đổi thì dùng hành nguyện không thoái chuyển và hành nguyện thắng tiến để thâu tóm. Khéo tạm nghiệp thì dùng hành động của trí mà không nhớ nghĩ theo việc của ma để thâu tóm. Không hối tiếc thì dùng giới thanh tịnh và định thanh tịnh để thâu tóm. Thật tánh thì dùng đế thế tục và đế thắng nghĩa để thâu tóm. Chân tánh thì chân như và pháp chân thật để thâu tóm. Thường theo duyên sinh thì dùng nhân và duyên để thâu tóm. Sau lời chấp đoạn thường thì dùng pháp vô sinh và vô diệt để thâu tóm. Đối tượng được gia hành thì dùng lòng tin ở nghiệp quả và sợ dứt sinh nghiệp để thâu tóm. Như lý thì dùng đạo xá lìa và đạo bất sinh để thâu tóm. Chánh cần thì dùng diệt đoạn trừ điều ác và không dứt được bỏ điều thiện để thâu tóm. Không kiêu mạn thì dùng diệu lực nơi tâm và thân để thâu tóm. Dũng mãnh thì dùng sự quan sát kỹ và không mất sự tu hành để thâu tóm. Tinh tấn thì dùng tâm không xen tạp và không thoái chuyển để thâu tóm. Đối với bậc thiện tri thức thì dùng sự cung kính và cúng dường để thâu tóm. Cầu pháp thì dùng sự cầu đạt chánh trí và cầu đạt giải thoát để thâu tóm. Hành trang của pháp chỉ thì dùng thân và tâm dứt bạc gián lặng để thâu tóm. Hành trang của quán dùng sự nghe pháp không nhàm chán và tác ý như lý để thâu tóm. Dân theo thuận hợp thì dùng việc chắp tay lễ bái để thâu tóm. Cung kính thì dùng lời nói chân thật và không dối trá để thâu tóm. Thân kinh an thì dùng sự ăn uống điều độ, ngủ nghỉ luôn tỉnh thức để thâu tóm. Tâm kinh an thì dùng sự không tham muốn và chánh tư duy để thâu tóm. Niết bàn thì dùng sự xa lìa vô thường và khổ để thâu tóm. Lìa dục thì dùng vô ngã, nhờ sự không thâu nhận để thâu tóm. Nhân không hủy hoại thì dùng nhân tịch diệt và thắng giải để thâu tóm. Quả không hủy hoại thì dùng pháp quán như vô già không dối trá và sự tán thán và thắng và quả thắng giải để thâu tóm. Này thì nam, đó là 64 pháp, đã dùng 128 pháp để thâu tóm. Này thì nam, như vậy là tôi đã lược nói về chỗ thâu tóm của tất cả các pháp. Nếu nói về số lượng của pháp ấy, cứ lần lượt tăng thêm, thì với hiện tại vô ngại của tôi, hoặc một kiếp hoặc hơn một kiếp cũng không thể nói bày hết. Khi Bồ Tát Bảo Thủ nghe Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nói về sự thâu tóm của các pháp này, thì đạt được điều chưa từng có nên rất nổi vui mừng. Để đưa cánh tay phải lên như che tam thiên đại thế giới. Chỉ khoảng một sát na thì toàn bộ mười phương thế giới chỗ hiện có các thứ trồng hoa, hương bột, hương xoa, lộng cờ phướng, y phục, các loại âm nhạc di diệu đều từ trong cánh tay phải của Bồ Tát Bảo Thủ rơi xuống như mưa, hiện đủ khắp nơi tam thiên đại thiên thế giới. Hoa thì ngập đến đầu gối, còn cờ phướng, y phục thì hiện đầy cả hư không, tạo sự đẹp đẽ rực rỡ. Trăm ngàn thứ âm nhạc không tấu mà tự nhiên vang lên, trong âm thanh đó phát ra bài kệ: giữ đức hiện đức đủ trăm phước, niệm tuệ tu hành hàng phục ma, bậc đại sa môn kéo thuyết pháp, diệt sạch hữu lậu khắp mười phương, tu trì được phước lành thù thắng, giới người sợ hãi lìa trần nhiễm, dẫn dắt trời người đến niết bàn, mười lực dứt lậu tâm vô tướng, thuyết pháp với âm thanh vi diệu, không mất không sai lìa ba cấu. Trời người ba cõi không gì sánh, tùy thuận thế gian ba an lạc, niệm tự tu trì đều viên mãn, mười lực tối thắng diệt quân ma, do đấy khai mở cửa cam lộ, khéo điều phục không còn ràng buộc, tự tại bất động hơn tất cả, di hóa mười phương lợi trời người, diệu tuệ như không, chẳng chỗ nương, phát giới bất động an như đất, âm thanh ánh sáng giết tối tâm. Nơi khen ngợi bậc lìa trần cấu, tuệ sáng chiếu soi được an lành, ánh sáng mô ni che các ba, giáo hóa trời người nơi ba cõi, thì hiện định loạn lìa mọi duyên, thế gian vô ngại như hư không, nên Phật giáo hóa hàng trời người, có thể lường 3.000 biển cả, 10 phương hư không có thể đi, tất cả chúng sinh có thể biết, công đức Phật khó thể lường xét. Khi dùng kệ này để tán thán Phật xong thì Thiên Ma Ba Tuần liền chuẩn bị bốn thước quân binh rồi đi đến chỗ Đức Phật, đứng trước chúng hội hiện ra thân hình một trưởng giả. Cuối đầu lễ nơi chân Phật, lui đứng ra một bên, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng và Bồ Tát Bảo Thủ. Hai vị chánh sĩ này đã thành tựu vô lượng vô biên công đức, đã có thể thể hiện cho số các pháp thần thông đặc biệt, tạo nhiều lợi ích như vậy. Ở đời vị lai,
Nếu có chúng sinh nghe kinh điển này thì có thể tư duy để tinh hiểu mà bảo bày tỏ ngộ chẳng. Phật bảo Thiên Ma Ba Tuần. Giờ đời vị lai, những người tin kinh này số lượng rất ít, như đem một sợi lông ngắt ra làm trăm ngàn phần, dùng một phần nhỏ ấy bỏ vào trong biển cả để lấy một giọt nước. Này thiện nam, những người tin cái này như giọt nước trên đầu sa lông, còn những người không tin cái này thì như nước trong biển cả. Thiên Ma Ba Tuần nghe lời này rồi thì tâm vô cùng vui mừng, nhảy múa ca hát ra khỏi chúng hội. Bây giờ Tôn giả sẽ là tới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đây là người gì mà lại nhảy múa vui mừng rồi ra khỏi chúng hội? Phật bảo: Này Xá Lợi Tử, đó là Thiên Ma Ba Tuần hiện thân hình một trưởng giả đến chỗ của ta, muốn ngăn chia chánh pháp. Người ta nói đời sau người tín hiệu kinh này rất ít nên sinh tâm vui mừng, sướng lên. Quyến thuộc của Sa Môn Cù Đàm thì giảm bớt, còn quyến thuộc của ta thì thêm nhiều. Lúc này Thiên Ma Ba Tuần sinh tâm vui vẻ rồi đã gọi chúng hội muốn trở về thiên cung, bèn suy nghĩ: Bồ Tát hư không tạng này và các Bồ Tát khác, các thứ công đức hiện có nơi Sa Môn Cù Đàm thể đã bị tổn giảm. Bồ Tát Hư Không Tạng tức thì dùng dự lực của đạo của thần thông để ngăn Ma Ba Tuần của đám quyến thuộc dừng lại giữa hư không, khiến không thể đi tới được. Rồi bảo Ma Ba Tuần: Hư không chẳng có ngày, sao không mau trở về? Thiên Ma thưa: Ông thấy hư không chẳng có ngăn ngại, còn tôi thì thấy hư không hoàn toàn lỗi tối tâm, không biết chỗ để đi, nhìn xuống chỉ thấy ánh sáng của Phật Thế Tôn tại dưới khắp. Bồ Tát Hư Không Tạng bảo Ma Ba Tuần: Nếu trong tâm ý của người ưa thích pháp lành mà bên ngoài là thấy u ám thì không có lẽ ấy. Thì Ma Ba Tuần biết trong tâm mình luôn có sự ganh ghét não hại nên sinh hổ thẹn, nói với Bồ Tát Hư Không Tạng: Từ nay về sau không dám làm cái việc của ma nữa. Bồ Tát Hư Không Tạng nói: Ma Tuần, đó là việc hiếm có, là việc khó làm, nay ông đã phát khởi ý nguyện vững chắc như vậy. Này Ba Tuần, ông và quyến thuộc của mình nên trở lại chỗ Đức Phật Như Lai để nghe và lãnh hội pháp quan trọng. Vì sao? Vì Phật xuất hiện ở đời rất khó gặp. Khi ấy mà Ba Tuần tâm ý muốn trở về cung chứ không muốn nghe pháp, với Bồ Tát Hư Không Tạng chỉ bảo nó cùng với đám quyến thuộc từ nơi hư không lần lượt quay trở lại. Bây giờ Bồ Tát Hư Không Tạng bảo các Bồ Tát, các nhân giả, cho vị có thể thuyết giảng về pháp môn vượt hơn các ma chăng? Tùy theo chỗ ưa thích của mình mà nếu bày đầy đủ. Lúc đó trong chúng hội của Bồ Tát tên là Sơn Vương nói như vậy: Nếu mong cầu nhằm xây liệt cảnh giới của các ma thì đôi vào cõi ma. Nếu biết tất cả cảnh giới đều là cảnh giới của Phật, không có cảnh giới của ma, theo người ấy gọi là tùy thuận đến cảnh giới của Phật. Hội nhập nơi cõi Phật hãy còn không thấy cảnh giới của Phật, huống nữa là cảnh giới khác, do đấy mà Bồ Tát vượt hơn cõi ma. Đó gọi là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát bảo các từ nói: Người mà tâm còn vướng mắc là cảnh giới của ma. Nếu ở nơi các pháp không còn đối tượng để vướng mắc thì biết tất cả các pháp đều không thể nắm giữ thủ đắc, không còn nơi chỗ nhóm thì ở chỗ ấy làm việc có chỗ tạm tác của ma. Đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát bảo tụ nói: Nếu còn chấp trước thì rơi vào cảnh giới của ma, nếu không chấp giữ thì không còn sự cạnh tranh, tâm không còn chấp về một hoặc hai, huống gì là các ma. Nếu Bồ Tát chứng được pháp môn không chấp này thì vượt hơn cảnh giới của các ma, là pháp môn vượt hơn ma của Bồ Tát. Bồ Tát Bảo Dũng nói: Nếu rơi vào có và không thì đó là tranh chấp, vì có tranh chấp nên ở trong cảnh giới của ma. Nếu không rơi vào nẻo không thì có thuận theo chỗ tương ứng của thật, không bị lay chuyển, trụ vào biến vật của vô tướng thì vượt hơn cảnh của giới của ma. Đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát bảo tư duy nói: Như Lai giảng nói, tất cả đều là phiền não, vọng tưởng, như bóng sáng, như ảnh tượng, không chuyển, chẳng phải là không chuyển, không đến, không đi, không ở trong, không ở ngoài. Nếu nhận biết như vậy thì đối với sự phân biệt về phiền não, không khởi cũng không diệt, nên đoạn trừ mọi sự biến kế, vượt hơn cảnh giới của ma. Đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Bảo Tạng nói: Nếu phân biệt có nhiễm và không nhiễm thì còn sự tương ghét, do còn sự tương ghét nên rơi vào nẻo hành của ma. Nếu xa lìa tương ghét gọi là trụ vào sự bình đẳng. Nếu trụ vào sự bình đẳng thì đối với các pháp luôn xa lìa các tướng,
vì sao liền các tướng nên suy nghĩ bình đẳng, được sự bình đẳng này thì vượt lên cảnh giới của ma, đó gọi là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Lý Bảo nói, người sinh khởi về ngã là nghiệp của ma, nếu ngã thanh tịnh thì đâu còn có việc làm của ma. Vì sao? Vì do ngã thanh tịnh nên phiền não thanh tịnh, phiền não thanh tịnh nên tất cả các pháp thanh tịnh, do tất cả các pháp thanh tịnh nên hư không thanh tịnh. Người trụ vào pháp hư không thanh tịnh ấy thì gọi là vượt hơn cảnh giới của ma, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Pháp Phương nói, ví như đại dương đã làm lễ quán đảnh của uy lực lớn, không hề lo sợ, Bồ Tát đạt được pháp quán đảnh cũng là như vậy, dùng các pháp báu làm quyến thuộc, đối với các loài ma không còn sợ hãi. Vì sao? Vì ngôi vị quán đảnh ấy đã gồm đủ tất cả các loại pháp báu của vô lượng pháp Phật, có thể giữ gìn giáo pháp của hết thảy chư Phật trong mười phương để dẫn nói. Nếu Bồ Tát tâm an trụ như vậy thì vượt hơn cảnh giới của ma, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Sơn Tướng Kết Dương nói, phía như có lỗ hổng, gió thổi vào trong ấy làm cho vật có tướng lay động qua lại. Bồ Tát cũng vậy, nếu tâm có kẽ hở thì tâm bị lay động, vì bị lay động nên ma xen vào, do đó Bồ Tát phải luôn giữ tâm không có khoảng trống. Nếu tâm không có khoảng trống thì các tướng đầy đủ, vì các tướng đầy đủ nên tánh không được viên mãn, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Hỷ Kiến nói, đối với những sự nhận thấy thì thấy Phật, thấy Pháp là hơn hết. Trong đó thấy Phật thì không dùng sắc để thấy, không dùng thọ tưởng hành thức để thấy. Đối với các Pháp đều không có đối tượng được thấy. Người thấy Phật, thấy Pháp một cách chân chánh, nên ở nơi các Pháp xa lìa sự tác ý, không thấy văn tự, không sinh tham chấp, đó là thấy Pháp một cách chân chánh. Do thấy Phật, thấy Pháp được thành tựu, nên vượt hơn cảnh giới của ma, là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Đế Giọng nói, khởi niệm suy nghĩ gọi là nghiệp của ma. Bồ Tát đối với nhân duyên ấy, nếu có động niệm suy nghĩ không tác ý như lý, đó đều là việc làm của ma. Nếu không động, không niệm, không khởi tư duy, không sinh sự xúc chạm, thì vượt hơn cảnh giới của ma, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Dương Quang Minh nói, nếu còn có đối trị, tức là nghiệp của ma, nếu không còn đối trị, tức là pháp giới. Tất cả các pháp đều tùy thuận theo pháp giới. Nếu hội nhập nơi pháp giới thì không có cảnh giới của ma. Vì sao? Nếu lìa pháp giới thì ma không thể hiện bày pháp giới và cảnh giới của ma. Đồng tánh chân như, không mảy may sai khác. Nếu Bồ Tát hiểu được điều này thì khi đi vào nẻo chân như vượt hơn cảnh giới ma, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Hương Tượng nói, người không có diệu lực thì ma được tùy tiện. Người có diệu lực thì ma không thể tùy tiện. Người không có diệu lực nghĩa là khi nghe ba pháp môn giải thoát liền sinh tâm khiếp sợ. Người có diệu lực thì nghe, khi nghe ba pháp môn giải thoát không hề khiếp sợ. Vì sao? Vì chứng đạt giải thoát nên không còn sợ hãi, vì không sợ hãi nên vượt trên cảnh giới của ma, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Từ Thị nói, cũng như biển cả đồng một vị mặn, biển trí của pháp Phật cũng đồng một pháp vị như vậy, hoặc Phật hay Pháp đều bình đẳng, không vô tướng vô nguyện, không sinh không khởi, bình đẳng một tướng một vị. Nếu Bồ Tát biết rõ về tướng một vị ấy thì vượt trên cảnh giới của ma, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Hư Không Tạng nói, ví như hư không hơn hẳn tất cả cảnh giới đã có, cũng không có số căn. Như vậy Bồ Tát biết tự tánh của tất cả các pháp là thanh tịnh bình đẳng giống như hư không, cùng với thân khẩu ý hội nhập vào ánh sáng trí tuệ. Nếu đạt được ánh sáng trí tuệ ấy thì vượt hơn cảnh giới của ma, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, nhân giả những lời các vị nói đều là cảnh giới của ma. Vì sao? Vì nếu được bày bằng văn tự thì đều là nghiệp của ma, cho đến lời Phật nói cũng là nghiệp của ma. Không có ngôn ngữ, xa lìa mọi văn tự thì ma không thể hiện bày. Nếu không nêu bày thì sẽ không có kiến chấp về ngã và văn tự. Vì do ngã cho nên đối với các pháp không tăng giảm, người hội nhập như vậy thì vượt hơn cảnh giới của ma, đó là pháp môn vượt hơn các ma của Bồ Tát. Khi ấy Bồ Tát Đại Hư Không Tạng bảo Ma Ba Tuần, người có nghe giảng nói về pháp môn vượt hơn cảnh giới của ma ấy chăng? Ba Tuần đáp, đúng vậy, tôi đã có nghe. Bồ Tát Đại Hư Không Tạng bảo Ba Tuần, người đối với pháp môn vượt hơn cảnh giới của ma
mà các đại Bồ Tát đại giảng nói, con dám tạo tác các việc của ba chân. Đáp, thưa đại sĩ, tôi từ xưa đã nghe pháp môn thủ tán vượt hơn cả giới của ma, hoặc sẽ nghe thì cũng không dám làm việc của ma, huống nữa là trong hiện tại. Lúc đó trong chúng hội có bốn quyến thuộc của chư thiên hội trì đạo tràng Bồ Đề, một tên là Điền Khước Lê, hai tên là Tam Mâu Đắc Khước Lê, ba tên là Cụ Hương, bốn tên là Tịnh Tính. Bốn vị trời này bảo Ma Ba Tuần. Xưa ta thấy người ở nơi cội Bồ Đề, lúc Đức Như Lai đang an tọa nơi ấy, thành tựu đạo quả chánh giác. Người đã dẫn mình mà đến đó gây trở ngại. Bây giờ Đức Thế Tôn thể hiện tâm từ bi, giới pháp thuận hợp, dịu dàng, định tuệ kiên cố, dũng mãnh, phước trí tinh tấn. Dùng tay bấu ấn mạnh xuống mặt đất, khiến vô lượng thế giới liền chấn động. Vì lực thần thông của Đức Thế Tôn đã thu phục người và đám quyến thuộc. Đó là điều rõ ràng. Nơi ở chỗ Phật và Bồ Tát lại muốn làm việc ma sao? Ba tuần, ngươi và đám quyến thuộc từ nay về sau đối với Phật và Bồ Tát phải nên tôn trọng tu tập cúng dường. Mấy giờ Ma Ba Tuần liền biển hóa ra 84.000 ức lộng báu cho khắp đại chúng, là dùng vô số vô lượng hoa đẹp cùng hương bột hương xoa của quả trời để tung trải nơi chỗ Phật và đại chúng trong hội và thưa. Tất cả mọi sự trang nghiêm hiện có nơi cõi dục, và hết thảy sự trang nghiêm nơi mọi cõi Phật, cho đến sự trang nghiêm nơi cung điện của tôi, cùng với các thứ cho báu thù thắng hiện có, các vật dụng tốt đẹp nhất nơi cõi trời cõi người, đều đem đến để cúng dường Phật và chúng tăng, cũng đem cúng dường Bồ Tát Hư Không Tạng. Lúc ấy Bồ Tát Hư Không Tạng nói với Ma Ba Tuần, ngươi và đám quyến thuộc đều nên phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng giác. Khi đó Ma Ba Tuần cùng 84.000 quyến thuộc đều phát tâm cầu đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Trong đám quyến thuộc ấy có một người con của ma tên là Ác Diện, là kẻ đứng đầu trong các quân ma, tâm không kính tinh, ưa làm việc phi pháp, bị nói. Còn gì phải phát tâm Bồ Đề này, chúng ta nên dùng vô số cách để làm cho kinh như vậy ẩn mất nơi đất, không còn được lưu truyền. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Hư Không Tạng, này đại sĩ, có nghe ma nói chăng? Ông nên tuyên thuyết thần chú để thu phục, ngăn chặn các ma cho đám quyến thuộc, khiến chúng không thể thực hiện được điều vừa nói. Là cũng nhờ uy lực nơi thần chú này mà các chúng ma được an trụ trong đạo quả vô thượng Bồ Đề. Lúc đó Bồ Tát Đại Hư Không Tạng đi nói thần chú: Đát Nhĩ Giả, Tha A Mạc Sĩ, Vĩ Mạc Sĩ, Ta Mạc Đê Bà Tứ, Đa Nô Tán Địa, Nổ Lỗ, Đát La Nại Niết Già Đát Nhĩ, Vị Đát La Diễu Yết Đê, Ca Lộ Nại Nể, Sang Đê Bà Đẻ Giả, Mạc Đẻ Thiện, Đa Lạc Ngật Lộc, Đạt Ma Niết Phật Lý Đê, Đạt Ma Ngật Sử, Đê Ô Khu Lý Nể, Xí Lý Hồ Lư, Hồ Lư Hồ Lư Hồ Lư, Đát Yết Lê, Đát Tha Pha, Nể Đẻ Thị La, Nô Mạc Đẻ, Ác Ngật Sái, Già Niết Nể, Thế Yết Lê, Sa Phả Yết Lý, Thế Một Đà Địa Cầm Sĩ, Đế Đạt Mâu Nhập Lỗ La, Đẻ Tăng Già Nô Ngạ Mê, A Nô Đế, Lô A Nà Đệ Yết La Ma Nị Phạt, Nể La Ha Ni Ma La, Phả Ngật Sái, Tư Diếu Hột Đẻ Hột Lý, Đê An Nổ, Lê A Sa Ta Đát Lê Tát, Vị Sái Giả, Nổ Ngạ Minh A Lý Giả, Nổ Ca Lê, Tất Đệ Tất Đà Phả Lê Mẫu Ngật, Sái Nổ Câu Lê Nể La, Ha Nệ Phả La Phả Nể Nam Đạt Lý Sái, Nể Ma La Bát Lý Sái, Nạc A Vĩ Phiến Đổ Giả Đát Vạ, Lư Ma Ha La Nhã Nạc Xã Yết Lư, Nê Mạ Na Mẫn Nại Lạc Một La, Ha Ma Ta Ham Phả Đế Mẫu Đà Bát La, Tát Na Nê Phạ Na A Na Ngạ Dược Ngọc Xá, Yết Lý Đỡm Phạ Lý Đát La, Nam Tát Tha Tị Đỡm Ta Phạ, Ta Đinh Giả Giả Nam Đạt Ma, Bà Nã Ca Na Ma Lạc Ngọc Sái, Phạ Tát Đạt Ma Tạ Phạ Lý Dược La, Ha Già Ta Phạ. Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nói thần chú rồi thức thị tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động đủ sâu cách. Mà Ác Kỳ tâm không có niềm tin thanh tịnh, không thích pháp,
Ngay giữa hư không có tiếng nói lớn. Nếu có người được nghe thần chú này, hoặc ma, hoặc con trai, con gái của ma, hoặc là dân ma có bất tâm cầu đạo quả chưa thượng bồ đề, không từ bỏ việc làm của ma, thì bị lạc xoa kim can thủ, dùng chỉ kim can đại hỏa diệm đánh vỡ đầu kẻ ấy. Lúc này các ma tâm đều lo sợ, kinh hồn, đều ngước lên nhìn hư không. Theo cách 500 vị đại kim can thủ, mỗi vị đều sắp giáng chày xuống nơi đầu các ma. Tất cả các ma đều khiếp sợ, nên cùng lúc phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, Tôn giả A Nan liền chắp tay nhất tâm bạch Phật: Và Thế Tôn, Như Lai mỉm cười chẳng phải là không có duyên cớ. Nguyện xin Như Lai vì con mà giảng nói rõ. Thế Tôn bảo A Nan: Ông có thấy 500 chúng ma này vì kính sợ nên cũng phát tâm bồ đề chăng? Tôn giả A Nan thưa: Đúng vậy, thưa Thế Tôn, con đã thấy. Đức Phật là bảo Tôn giả A Nan: Mấy ba tuần này lúc thành Phật của ba đám quyến thuộc kia ở nơi thế giới, mà mỗi đều có tên gọi khác nhau. Tôn giả A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, trong khoảng thời gian bao lâu ma này sẽ thành tựu đạo quả chứa thuộc bồ đề? Được đạo quả ấy rồi, hiệu Phật về thế giới ấy tên gọi là gì? Phật bảo Tôn giả A Nan: Ma ba tuần này do đời Mỹ Lai ở chỗ 10.000 vị Phật làm việc của ma. Từ đối xứ của các vị Phật ấy được nghe pháp môn kim cang trạng, phá trừ phiền não, đạt được thanh tịnh. Lại nơi chốn Phật đó được nghe pháp môn bí mật sâu xa, giữ gìn phép tắc oai nghi, hành trì giới pháp mà được công đức. Vào đời sau rốt, nơi trú xứ của Đức Như Lai, vô biển, vô cấu trạng, xuyên thực hành các phương tiện, cũng làm các việc ma. Nhưng căn lành thành tựu tâm vững chắc, được ánh sáng của tất cả pháp Phật, phát tâm bồ đề, sau đó trải qua nơi vô lượng, vô số trú xứ của Phật, cung kính cúng dường đối với pháp của vị Phật ấy, xuất gia tu đạo, hộ trì chánh pháp, giáo hóa thành tựu vô lượng chúng sinh. Lại trải qua 4 vạn a tăng kỳ kiếp sẽ được thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, danh hiệu là Diệu Trụ Đắc Pháp Quang, gồm đủ 10 tôn hiệu: Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Tế Giang Giải, Vô Thượng Sĩ Đường Ngự Trụ Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thế giới tên là Thanh Tịnh An Lập, kiếp tên là Thanh Tịnh. Lại nữa này Tôn giả A Nan, thế giới thanh tịnh an lập ấy, các cõi nước đều giàu có, vô nhân an lạc, nhờ cõi trời đó xuất đà, luôn đầy đủ các vật báu thọ dụng. Bồ Tát ở cõi ấy luôn đầy đủ các vật thọ dụng cũng như vậy. Đức Như Lai Diệu Trụ Đắc Pháp Quang có tuổi thọ là 40 trung kiếp, có 64 ức các chúng thanh văn và 12.000 chúng đại Bồ Tát. Này A Nan Đà, như vậy các mẹ hoặc con trai hoặc con gái, dân mà cùng phát tâm an trụ nơi đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đều được sinh vào thế giới thanh tịnh. Khi Đức Như Lai Diệu Trụ Đắc Pháp Quang biết rõ tâm niệm của họ rồi, thì đều tạo kiếp đạo quả vô thượng bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật, quyển 7. Nguyện đem công đức này hồi hướng gia cấp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.